2 3 né. Rất là lâu. Ừ lâu anh thấy rồi. À anh biết cách giết rồi, anh biết cách giết rồi. Ok. 1. Rồi rồi. Trò đậu phộng, nó chưa kịp đếm 1 2 3 nó quất mình về thành luôn. Hi, xin chào mọi người, mình là Nam Cun. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Nam Cun sẽ chơi Bee Swarm Simulator. Ok, và trong tập này mình đã trở lại để làm con ông chúa đây. Đó. Hiện tại bây giờ mình đã bỏ lâu lắm luôn rồi đó. Mình đã bỏ cũng vài... Nói chung là anh bỏ... anh cũng không nhớ là anh bỏ bao lâu rồi. Nói chung là bỏ lâu lắm rồi. Thì nếu bạn nào muốn mình chơi tiếp game này thì comment ở phía dưới nha. Và đừng quên bỏ lại cho mình một like, một share và đừng quên subscribe channel của mình và Nam Cun để mình có thêm động lực để ra tiếp cái video mới nha. Thì trong khoảng thời gian gần đây là mình có cày lại con Bee Swarm. Nhưng đó, mình đã lên được tổng cộng là 22 con. 20 mấy con? 23 con à. Anh chỉ được có đúng 23 con à. Ông cày trong một khoảng thời gian rất là ngắn mà ông lên gần ngang mình rồi các bạn. Mình bỏ rất là lâu rồi đó. Ok, và hiện tại bây giờ mình đang có tổng cộng là 278. Đó, mình có được 278 thì mình vô đây mình sẽ mua được một vài con ong. Thì trong đây đã có một vài con ong là mình đã mua rồi nè. À, ví dụ okay. Như con ông chó này là mình đã mua một con này rồi nè. Ông chó là đã mua một con rồi đó. Còn lại là ông nào nữa ta? À, con ông này ông gì? Không phải. Con ông này nè đó, con này cũng đã mua được một con rồi. Thì bây giờ mình chỉ còn thiếu còn một con ông màu xanh là mình chưa mua thôi. Bây giờ mình sẽ mua con một cái con ông này. Thôi chờ ông mua đi, xong rồi mình mua. Rồi, anh mua rồi. Mình sẽ xóa ông. Bây giờ em quá là nhiều ông, em sẽ xóa một con ông. Thấy ghê không? Nó nhiều ông tới mức mà nó không còn chỗ luôn. Thì mình có nghe thằng cô nói là sau khi mà full cái này á, là nếu như mà muốn mở thêm một ô á, là sẽ tốn 3 triệu lận. 3 triệu xong rồi nó sẽ lên nữa, mua mỗi ô nó sẽ lên tiền thêm nữa. Wow, cái đó quá là mắc các bạn ơi. Cái đó là hơi bị phê đó. Ok, anh được 19 loại ông rồi. Em sẽ xóa đại một con ông rồi đây. Con ông nào mà nhiều nhất ở trong em. Đây, con ông mặt cười nè. Sao biết được con ông nào nhiều nhất vậy? Thì anh dòm đi, con này giống nhiều nhất thì mà con nào mặt rồi. Con nào mặt nó cũng thộn như nhau. Em đã xóa được một con rồi. Bây giờ con nào con đó mặt nó cũng thộn như nhau hết á. Ok, và bây giờ là mình sẽ cho mình sẽ nâng cấp mấy con ong này lên. Đây, con ong này mình sẽ nâng cấp nó lên level 1 là 1 nè. Đó, cho nó lên hết level luôn tại vì nó mới cập nhật tính năng level này. Ủa không biết mình cũng chả biết là cập nhật tính năng lên này là bao lâu rồi. Lâu lắm rồi hả? Em mới mua một cái trứng mới nè, em sẽ bỏ cái trứng này vào. Ủa em mua trứng gì ghê vậy? Trứng 300 ấy, cái combo 300 Robux nè anh. À. Em được một cái trứng thôi anh lên được level 4. Nói chung là mấy con ông của anh mà bây giờ lên được level 6 hết rồi. Yeah, em được một con ninja. Đã hả? Ông ninja đâu? Đây nè. Đâu? Mặt giống như Batman đó anh. Y xì luôn. À cái con ủa con nào vậy? Anh đâu thấy con nào đâu? Cái con mà đeo mặt nạ, con ông đeo mặt nạ nè. Đây nè. Đâu? Đen xanh nè. À, thấy rồi. Ok. À con ông này hả? Chu, ông này sướng bay. Ok, sẽ nâng cấp nữa. Mình được con ông này mới ghê chứ, thiệt tình. Mình mới sưu tập được có 19 loại ông à, còn thiếu 3 loại ông nữa mới xài được cái canon này. Canon này còn lâu mới xài được. Hiện tại bây giờ là anh chỉ còn đúng thiếu đúng một ô một con ong nữa thôi. Chà, lâu quá cả. Mà một con ong thì mình ở trong này thì mình thấy có một con ong BB nè. Con ong này chắc là con ong khủng nhất. Mình không biết là còn con ong nào khủng hơn không nữa. Ông anh BB nè. Ông 24 con rồi, gần full ong rồi, toàn ong hiếm rồi các bạn, một con nè. Đó, bây giờ là mình sẽ mua một con ong BB luôn. Là đủ 25 con. Trời ông thiếu 4 con luôn các bạn. À, ai thiếu 4 con? Anh đâu có thiếu 4 con đâu em. Anh là ông hiếm á, 4 con. Nè, thêm một con nữa là 5 nè. Đó, ông event luôn nè, thấy chưa? Ông full luôn rồi. Full luôn rồi. Yeah. Ủa, ông hiếm là màu gì ạ? Ông hiếm màu gì? Con ông hiếm thì nó có đây nè, mấy con ông hiếm nè, nó có mấy cái. Đâu rồi? Con gấu nè, ông con gấu một con hiếm nè, con chó nè. Ờ thì anh nói thì nói chung là anh nói chung là ông hiếm của anh bây giờ nó cũng khá rồi đó. Được là 20 loại ông rồi, còn thiếu đúng 2 loại ông nữa là anh sẽ sử dụng được cái kia rồi. Khà. Thì anh đi lên giết con ông quỷ này anh. À khoan, đợi anh xíu để anh cho con ông của anh nó lên level 4 đã rồi tính tiếp.
Trời vậy cần gì em đi luôn. Nói rồi. Ê từ từ đợi anh cuốn, anh mới quay lại mà anh có biết gì đâu. Luôn á, em là chỉ mới gãi ngứa thôi. Thì kệ nó cho nó gãi ngứa cũng được, có sao đâu. Ờ thì em gãi ngứa đó mà, còn là anh giết chưa? Hả? Chưa giết chưa? Nãy giết. Phải học sức giết nó thôi chứ giờ là không giết nó được đâu. Vãi. À, game này có code luôn. Quên, game này hiện tại bây giờ code nó cũng mới cập nhật lại vài cái code mới. Thì mình không biết là mọi người có biết hết chưa, thì mình sẽ dàn hàng nó trên cái màn hình này. Thì bạn nào code nào nhập rồi thì cứ bỏ qua nha. Còn code thì đó, mình sẽ nhập một vài code lên đây để cho thanh niên này nhập thôi, chứ còn mình sẽ show lên trên là chính. Okay. Hiện tại giờ hai cái code này là mình chưa nhập nè, còn mấy code kia là mình nhập hết rồi. Đâu rồi, code này đưa đó, em đó, được một code. Nhập thêm một code nữa. Random sao luôn. Wow. Chú chạy cực kỳ nhanh luôn. con âm rồi. Cái giết con âm đi, giết con âm đi, giết con âm đi. Ủa con âm đâu? Con âm phải đụng vô lên trên này chứ đúng không? Con này nhập code rồi quên mất tiêu rồi. Ồ. Turning 250 Stinger để nhận được cái này hả? Ồ nản ý. Nói chung là con âm bây giờ là mình không thấy không, nói chung con âm nó xuất hiện ngẫu nhiên lắm, hên xui. Hên xui đó cun. Xui, hên xui hả? À, hên xui lắm, mới nhận được nó. Mới lộn mới thấy được nó. Hiện tại giờ con ông đó là một mình vẫn có thể là giết được con ông đó, nhưng mà vẫn phải sự giúp đỡ của cun để giết cho nó nhanh. Đúng rồi, chứ sao mà giết không được. Ủa mà khoan, anh hoàn thành nhiệm vụ chứ. Ồ, hoàn thành nhiệm vụ rồi nè. Để xíu để anh đi trả nhiệm vụ cái. Ừ, rồi. Nó có cái nhiệm vụ mà anh quên mất. Nhiệm vụ đó anh nhận ở đâu ta? Nhiệm vụ đó anh nhận ở đâu nhỉ? Các bạn nhập code vô là được thưởng thôi. Đó, cứ nhập code vô là được một rừng đó. Nhưng mà nói chung là mình nhập cũng gần hết code rồi nên là cứ để đó đi. Còn những cái code mà mình nghĩ trong khoảng thời gian 2-3 ngày này á là mình sẽ show lên trên cái này hết. Còn mấy cái code cũ á thì mình sẽ không show, bởi vì mình nghĩ chắc mọi người cũng đã biết hết mấy code đó rồi. Ồ, rồi gần hết thời gian chạy nhanh rồi các bạn. Hả? Cái gì hết thời gian chạy nhanh? Nó hết thời gian chạy nhanh mà. À, tôi đúng. À, hiểu rồi. Rồi, hết thời gian chạy nhanh luôn rồi. Đây, cái code này là chỉ tặng cho vui thôi. Không, nó còn tặng em nhiều cái khác nữa mà. Nó cho em cái gì nè? 500 cái... 500 cái pollen từ cái pai apple nè là một nè. Trời ơi, được cái pai apple 500 là quá ngon rồi, muốn gì nữa. Đủ quá rồi. Ok, trên này là có một cái bộ đồ. Ui. Mà quên, mình cũng có nhiệm vụ để mà mình cũng có nhiệm vụ để mình đi đánh cái kia mà các bạn. Giờ mình một rừng nhiệm vụ luôn mà dễ. Thôi bây giờ nhiệm vụ đi giết mấy con này cũng có đó nè, vậy đó. Nó mới đau chứ, nhiều quá rồi. Mấy con ông này là bây giờ là gãy ngứa, lộn, mấy con bọ đó bây giờ là gãy ngứa thôi, không có sợ. Gần gãy ngứa rồi. Gãy ngứa thôi mà nó quýnh chứ cũng về thành luôn á chứ. Được. Cái dạng như là update này cơ các bạn. Ý, Pineapple, mình có một cái Pineapple. Ôi, ok vậy? Cần vô là mình thở phát là chết tiêu rồi. Ok, Kun, anh có cái nhiệm vụ cái Pineapple nằm ở đâu vậy Kun? Pineapple là táo đúng không? Pineapple là quả dưa hấu. Ấy là quả dứa, à anh thấy rồi. Quả dứa là 10 nè. Ok, 10. Anh cần lượm 200 cái pollen ngay trên đó, mà anh đang có cái 500% của cái pollen của Pineapple nữa nên quá thơm luôn. Bây giờ lên là một phát một là full cây luôn. Chị lên, em gần full túi rồi. Em gần full túi, em về em bán đi chứ còn lên đây làm chi nữa. Đi kiếm mấy đã. Đi coi thử còn gì nữa mình. Ok, bây giờ đập nó thôi. Trời ơi, Pineapple là bây giờ là easy. Trời, bây giờ lần đập của nó là tới gần 1.000 lần. Trời, thơm bơ, quá thơm luôn. Cái mũ này nó làm gì vậy ta? Mình có một cái nhiệm vụ mà nó kêu mình lật lụm 20 cái Sprout Pumpkin ngay chỗ này nè. Thì bạn nào biết cái Sprout này là cái gì thì comment ở phía dưới nha. Ôi dày. Cool, hồi nãy em nói là đủ ham đồ gì đi đánh con bọ vàng á. Con bọ vàng nằm đầu vậy, anh không biết. Đây, nó trông bí ẩn lắm, mình sao biết được. Vậy hả? Anh không biết luôn á, có gì chỉ anh đi đi. Hồi xưa em cũng đâu biết đâu, nhưng mà đi khám phá hết map, đi quần nhảy đủ hết, nó lọt, tự nhiên lọt trong đó luôn. Ghê vậy? Thiệt mà. Vậy có cần dù không? Không. Không á. Wow, full rồi Kun ơi, full rồi, yeah. Ôi trời ơi, mình full cái bài Apple đúng trời. Nhanh luôn. Đó, nói chung mấy cái code này á là mọi người nên nhập từ từ thôi. Thấy rồi. Hả, thấy cái gì? Thấy nhiệm vụ của em rồi. Hả, nhiệm vụ của em đâu?
Về Trời ơi, chạy chạy nhanh chỗ quá đó. mà. Ồ, thơm quá. Bây giờ một lượt đi lên đi về là được 300 tiền, 300 cái Này penny. nó nằm ngay chỗ cái tầng ở dưới cùng thôi, nhưng mà ngay vô chán ná anh thấy không? Cái ná đó hả? Đúng rồi, Ừ thấy. đây vô đi Ê, đợi 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 em mà xíu. em lâu quá em ha. Từ từ cho Ý em cái chia bản cây đồ đó. có một cái cây nó xuất hiện ở kìa, ở đâu vậy Quân, ngó thử. Cái cây hả? Anh cần cái Sprout Token mà anh không biết cái Sprout Token nó tìm ở đâu, anh nghĩ là phải đi đập mấy cái cây nó mới rớt ra nó cái đó được. Cái cây nó nằm ở đâu rồi em cũng không thấy nữa. Thì đi đi tìm thử, đi tìm thử. Ở đây Nhanh nhanh không cho có em rồi, bản đồ đã. ở đây không có rồi, ở đây không có rồi. Đi tìm thêm chỗ khác đi, đi tìm thêm chỗ khác đi. Em đang bán đồ. Ok, đây là 1 phút giờ cho phá nạp. Phá nạp đường này là của bạn lồng lộn bạn hả? Lồng lộn hả? Đọc mà đọc bậy rồi, đọc xa, đọc nhanh quá đọc bậy chết luôn á. Thì bạn đã vẽ cho mình hình như đây không phải là mình, hình như đây là bạn thì phải, mà có thêm cái chữ ký Aboy ở trên nữa chứ. Và nguyên cái nút bạc. Ok. Ở đâu phải nút bạc, nút vàng chứ. Mình nhầm. Và ok, thì cảm ơn bạn rất là nhiều. Thì bạn nào có phá nạp cứ gửi cho phần cái nhắn fanpage, mình sẽ lựa ra và cho lên video này nhé. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại game thôi. Đang bán đồ. Trời đất ơi, ông ơi, ông cũng bán đồ nữa chứ thiệt tình. Trời sao mấy anh đi giết con kia vô giết sao lâu rồi không 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 không, không giết con đó À lâu đúng quá sợ rồi. quên cách giết con đó rồi. À có vụ phải biết cách viết cách cách giết nó nữa hả? Đúng Nà lý. rồi, anh đâu phải đi vô đứng không anh giết nó đâu, nhảy cũng chết mà. Ghê. Ơi có cái cây trên này nè, anh thấy rồi, anh thấy rồi. Ở trên tầng 15 á. Tầng 15 á hả? Trời Ừ. giờ chạy nó không hơi căng á. Cái gì căng, Kìa chạy kìa nhanh kìa kìa, mà. thấy rồi thấy rồi thấy rồi. Để anh coi thử cây này là thuộc loại cây gì đây. Cây... Ồ cây màu vàng hả? Ồ có vẻ nhiều á. Em 7 xem triệu thôi. rưỡi. Thôi bỏ đi. Bỏ. 7 Vậy triệu. hả? 7 triệu rưỡi là bỏ đi. Đập tới năm heo cũng không hết nữa. Hai anh em mình đập được mà. Đập bằng niềm tin à. Nà Đấy, lý. không, vậy thôi xuống lầu Nam Mê tầng tầng dưới đất này em anh đi giết con bọ vàng. Rồi Cái ok, đợi bọ xíu anh vàng. đang xuống nè. Đây. Với lại cái chỗ nào nó có Clover, Cloverfield là hình như là cái tầng này đó, Cloverfield là cái này nè. Đây. Đâu, ở đâu? Ở đây Anh hả? thấy cái bông này không? Ừ. Đây vô. Đây, Wow. các bạn kìa. Wow, có luôn hả? Wow, quên level 7 mày ơi. Wow, no, 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 no. Anh chưa nốt Stinger, anh chưa nốt Stinger. Anh thấy nó dừng đúng không? Thấy. Dừng, 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 chờ, chờ. Ê, ê, lâu quá em không giết nó, em quên mất tiêu, quên cách giết rồi. À sao Anh. vậy? À nó có cái cột hai ngay chỗ kia kìa Kun, anh thấy anh thấy có một cái cột Cho hai nó kìa. chạy đó, cho nó chạy ra đó. Leo lên cột Lâu hai thôi cho ai bắt kỹ quá ra. lâu lâu em quên cách giết rồi. Vô anh chỉ cần đứng vô đối diện nó đúng không? Anh chờ anh điểm 1 2 3 giây rồi, nó đứng im đúng không? Anh điểm 1 2 3 rồi né vào một bên Ây rồi da, anh chết luôn chờ rồi, nó chạy. đậu không? Alo, anh nghe không? Nghe nghe nghe. Nghe anh vô đúng không? Con bọ nó vừa xuất hiện đúng không? Ừ. Anh chờ nó cho anh đứng im nữa, chờ cho con bọ nó đứng im lại. Xong rồi anh điểm 1 2 3 anh chạy qua một bên thì bắt đầu con bọ nó sốt. Và cứ lặp đi lặp lại luôn Nhưng vậy mà á. trong đó nhiều con ông quá làm sao mà giết được. Giết con này là bị con khác nó đập rồi. Không, nó chỉ một con duy nhất của anh thôi, có một con giết anh thôi. Vậy hả? Bây giờ em vô lại nè Ok anh vô luôn nè. em. Từ từ đợi Ok anh xíu. Ủa vậy sao nãy anh thấy nhiều con nó dí anh lắm mà. chấp bài ơi rồi em Ủa chấp mất tiêu. Do hồi nãy là vô ba đứa lận. Ok, vô thực hiện lại anh, thực hiện vậy lại chương Ok trình vậy cho bây mấy giờ đứa. anh vô trước nha. Vô anh đứng anh chờ, đứng chờ nó đứng im nha. Anh điểm 1 2 3 rồi, chạy. 1, 2, 3, né. Ủa, né ra rồi sao nữa? Rồi đi đứng lại chờ nó đứng im, xong rồi đứng im, 1. cho nó quay về anh Ơi, đứng ơi, lại ơi, tiếp. ơi, ơi, nó nhảy kìa, trời nó nhảy gì nhanh vậy? Nó đâu có vụ kia nữa. Rồi. 1, 2, 3, né. Rồi, rồi đứng Được yên mà, đi, được rồi. mà. 1, 2, 3, né. Rồi cho mày uống Stinger luôn nè. Rồi, 1, 2, Nhưng 3, mà nó né. rất là lâu. Ừ, lâu anh thấy rồi. À, anh biết cách giết rồi, anh biết cách giết rồi, ok. Đấy. 1. Rồi, Ê, em trời, vô bên đậu đây rồi. phộng, nó chưa kịp đếm 1, 2, 3, nó quất mình về thành luôn. Nà Trời, ní. bác chạy. À, để đó đi, để đó đi. Để con để con đó sau đi, để con đó anh tìm cách anh giết nó sau. Bạn nào biết cách giết của nó cách khác nữa nha, còn cách của Kun là để mình tìm hiểu sau. Cách thấy em giết được mà, gia tại trình như là mới update này nhưng nó hơi khó thì xíu á. Cái gì mà khó bà cố luôn, nghĩ sao Đúng vậy? khó luôn anh thấy đúng không? Quá Khó khó thiệt luôn. mà.
Ok, bây giờ anh đang cần tổng cộng là tới 300 cái Poland lần. Ủa, có một rồi, cái đúng nhiệm rồi, vụ hết đánh đi, 200 đi. 200 bum bufi nữa nè. Thơm. Blue. Bây giờ mình chỉ cần đứng ở đây thôi, bây giờ mình đã đủ được hai mươi mấy con nữa rồi. Ông của em đâu mất, chết hết tiêu rồi. Chờ nó ra nó nói hơi chung chết hại quá. nó chung có bây giờ là mình nhập full hết rồi. bây giờ game này á là cứ khoảng vài ngày là nó sẽ cho mình một cái code nên là mình nhập cũng hơi đuối. Nhưng mà không có cái code nào gọi là xịn hết rồi. Nó cho cái không cơ không cũng 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 không hẳn là code xịn mà là code mấy code này nó sẽ hỗ trợ mình cool. Nó sẽ hỗ trợ mình có ví dụ dạng giống như là mình sẽ lên được 500 hay hay là nó sẽ tặng mình 500% của cái khu nào đó để mà mình được lên level để mà mình train kiếm tiền cho nó nhanh thôi trong vòng 15 phút đó. Bởi vì code này mà người nào mà muốn nhập thì nhập đúng một lần thôi, cứ một lần nhập một code thôi, được cứ đi lên trên kia đánh cho đủ rương rồi về. Rồi bây giờ ông chỗ này là phụ gì mà nhiều chứ, thanh niên này bao nhiêu con ông mà nhiều chứ bay. Nó mua thêm ông ấy. Có đâu anh không? À đúng rồi, có thấy rất là nhiều luôn. Hiện tại giờ thanh niên này được nhiều nhất là 3 triệu rưỡi, anh là 3 triệu. Thôi em mới cái 600 rồi, em không có chịu cày lại. Ok, mình sẽ tích cực cày lại game này các bạn. Game này nó có khá nhiều update luôn. Chính xác. Thì nếu như bạn nào mà muốn mình chơi tiếp game này á thì comment ở phía dưới nha. Mình sẽ cố gắng mình cày thêm để mà mình lên được level. Thì hai anh em mình vẫn chưa chơi, nó là có thể là trong thời gian tới tụi mình sẽ làm lại những update cái đợt trước ấy, tụi mình chưa hoàn thành được ấy. Ủa, mấy ví dụ con như không? Là chiếc kiến mà, chiếc mấy con kiến mà. Ý, ơi, cây cây hiếm nữa chứ, rare nữa kìa, trời ơi, nó ra nguyên cây rare nữa chứ. Nó ở tầng 15 á hả? Lên không? Không phải tầng 15, cây rare đó là cao lắm, cây rare đó là cực kỳ khủng luôn. Trời, nó sao nó ra cây mấy cái cây khó vậy ta? Nó phải đưa ra cây nào mà thơm thơm tí thì mình còn giết được chứ, bây giờ mấy cây đó sao mình đánh? Đánh bằng niềm tin à? Ôi trời ơi, đau quá. Bây giờ ok, mình anh hoàn thành được cái nhiệm vụ nhiệm là bây giờ rồi. Anh em về anh trả cái, đợi anh xíu. Anh chưa lên được cái tầng 25, không biết tầng 25 ở trển có gì nữa mà. Ông anh lấy hết sticker chưa? Ở đâu? Mấy cái sticker nó giấu rồi. Em biết hết chỗ mà đỡ coi thử. Em dẫn đi anh được không? Ghê. Xong chưa? Rồi anh hoàn thành nhiệm vụ rồi, đang trả là bây giờ lên tầng mấy? Tầng 25 đấy, anh lên tầng 25 đi. Ok. Ui, tiền. Sương mù, này là tiền không à, sương mù này là tiền thì cứ lậm thôi. Không có gì phải xoắn hết. Rồi, tiền là tiền nhiều khi không mà có. Đó là nhạc như là của trên trời rớt xuống luôn á. Ừ, cứ khoảng là một khoảng thời gian là nó sẽ xuất hiện ra cái này một lần. Và nó xuất hiện cái mấy cái ticker nữa nên các bạn cố gắng lấy thật nhiều ticker đi để mua những con ông hiếm. Wow, ticker nhiều như vậy, nà ni. Em được có một cái nè. Trời ơi, tiền nhiều quá mọi người ơi, tiền nhiều quá. Thì mình lên được 3 triệu tư rồi. Thơm bơ. Giờ trả nhiệm vụ này nói chung là một ngày nó chỉ nhận được đúng một lần luôn. Thiệt tình. Ok, em đang ở đâu vậy? Tầng mấy? Tầng dưới đất á. Dưới đất em đang làm nhiệm vụ. Rồi đi lên. Anh cũng có mấy nhiệm vụ đi giết mấy con này nè. Rồi lên tầng 25 nè. Bây giờ anh chạy lên tầng 25 nè. Anh chỉ còn đúng rồi, nhiệm vụ kia thì anh xong rồi. Trả hết nhiệm vụ rồi, bây giờ không còn thiếu mấy nhiệm vụ. Rồi anh có một cái nhiệm vụ giết 10 con spider không biết chừng nào mới giết được luôn á. Spider hả? Ừ. Này ở đây có con này như anh giết rồi đúng không? Spider duy nhất có một con thôi, một server duy nhất đúng một con luôn. Con whoop nó cũng vậy, server chỉ có duy nhất đúng một con một. Giết nó con, đúng rồi, giết nó mấy đứa, giết nó. Mày giết, bữa. Giết con whoop nè, anh giết con whoop nè. Giết chưa? Đang đánh. Em cũng lên giết nó nè. Giết nó tại vì giết mấy con này là giúp mấy con ông của mình. Đó. Ôi, ủa sao được hai con ghê vậy? Hai con là mọi để đó mà mỗi người là giết một con mà. Nên là em lên nó có một con, anh cũng hỗ trợ giết giùm em được á. Ủa vậy hả? Không giết giùm được luôn hả? Giết giùm được mà. Giết giùm được nè. Thơm. Thơm bơ, đó cái cây 750 kia, đập luôn không? Đó, đấy, đập đi. Trời ơi.
còn gì thiệt hơn nữa. 750, vậy là giết xong cái lên được một đống con quái. Vậy con ong, ủa vậy vậy con nhện là cũng có thể spawn ra được nhiều luôn hả? Con nào cũng nhện hả? Hả? Nhưng mà anh chỉ giết được một con thôi, một con của anh thôi, rồi anh qua em phụ em thôi, Ủa vậy em là con kia chạy cũng đó. không được luôn hả? Không được tính luôn hả? Không bị tính Nani? anh chắc em là vậy rồi. Quá thật buồn dễ sợ. Ôi trời ơi, bị kẹt rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Con ông đứa nào lên mà nó quất sạch bách hết chỗ này rồi. Thì hai thằng mình 25, tổng cộng 50 con ong, anh nghĩ thôi. Khu này là coi như là mật ong mất luôn rồi. Coi như là Ồ, khu này ong là tàn phá kinh khủng luôn. Sắp xong rồi kìa. rồi. Ok, sắp xong rồi này, thấy không? Đó, Nhanh không? rồi, nhanh con khỉ nãy giờ. Không nhanh nữa, bao nhiêu phút rồi nãy giờ? Ok, đi Hai dạo xung quanh thôi, đi dạo xung quanh liền. Rớt ra rồi, rớt Dạ ra đúng rồi. rồi, lại Lâm lại Quân lại ơi, lại lại lên. lại 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 đi. Có Full nhiều quái work. đồ với tiền Trời vàng. ơi là trời. Trời ơi, Đồ, hết hết cái hết hết pass một một chai rừng. rồi. Chà gì đâu mà nhiều vậy, chia khu Chạy đi, luôn chia khu đi, đi. chia khu. Chạy được nhanh rồi. Wow. Có cái gì Ok. mà quán luôn các bạn. Trời ơi, cái nãy giờ anh không biết là cái sprout nó có hiện ra được được bao nhiêu không nữa, thiệt tình chứ. Mất hết rồi, hết rồi. Rồi hết luôn rồi. Hả? Ê. Thiệt tình luôn. Trời ơi, đúng nhanh luôn các bạn ơi. Rồi đi lên đi về, đi lên đi về. Đánh thì khổ nhưng mà ăn rất là nhanh. Ôi, Bắp Pierre, mà nếu như mà lên được kênh này thì mình phải cần cái Bắp Pierre 12, ủa mình cần được 12 trên 15 rồi. Ghê vậy. Vậy mình còn thiếu cũng hơi nhiều chứ. Ồ, để coi bây giờ nhiệm vụ cái Sprout kia không biết có không nữa. Sao nào vậy? Vậy là đánh anh đánh một cái cây mà anh đã kiếm được 16 trên 20 rồi, vậy là phải đánh mấy cái cây này nó mới có được. Thế cần. Thì ok, em sẽ lên đây em làm thêm vụ nữa. Ê. Ok, và dừng clip đi Kun. Thì ok, tụi mình sẽ dừng clip này thôi. Nếu các bạn thích thì hãy like, share và quên subscribe channel của mình nhé. Và đừng quên comment thử thách tụi mình chơi game này có hay không nha. Nếu các bạn thấy thích game này thì hãy like thật nhiều và đỡ tụi mình ra những cái phần Tiếp series theo. game này tiếp theo nha. Ok, bye bye mọi người. Bye bye.